da mặt mà rất là nhiều lông thì có nên cạo lông mặt hay không? Vì thật ra nhìn gần thì trông nó sẽ hơi bị kém duyên một chút đúng không ạ? Nếu như mà da các bạn là không có mụn này và da khỏe thì chúng ta có thể là cạo lông mặt bằng cái dao cạo chuyên dụng ấy, và đảm bảo là vệ sinh sạch sẽ nhá và an toàn, không phải là dùng những cái dao lam nguy hiểm mà chúng ta cạo mà sứt cả mặt đi rất là nguy hiểm. Chúng ta có những cái dao cạo chuyên dụng để cạo lông mặt ấy thì đảm bảo vệ sinh cái con dao ấy và da mặt của chúng ta, sau đó thì không bị tình trạng mụn viêm nhiều, không có tình trạng mụn viêm và nền da chúng ta khỏe thì chúng ta có thể là cạo nhẹ nhàng đảm bảo đúng vệ sinh được. Còn thật ra thì nếu như mà không thấy phiền hà gì về đám lông trên mặt thì bác sĩ Ngọc nghĩ là cũng không cần cạo.